Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay AI vừa cập nhật trên Twitter anh em là sẽ ra một cái bóp mâm anh em, cầu thủ hay nhất tháng đã trở lại với anh em rồi. Thì hôm nay mình làm một concept về những cầu thủ mà đề xuất anh em. Đó, anh em có thể coi dự đoán xem ai sẽ là bóp mâm đầu tiên. Đó. Ok anh em, trước hết thì mình sẽ vô làm một cái trò chơi nhân phẩm đó. Đó, này cái top quýt mình được mấy trăm điểm á. Thì mình vô mình quay xem như thế nào. Đấy thì mình được 500 điểm nè. Kiếm con Mane con anh em. Đấy. Rồi cái đầu tiên nha. Yes, gì đây? Trời ơi. Trời ơi, 73 anh em ơi. Cầu đào đến 6 được. Ác thật. 6 là lâu lắm anh em. Mở đến 6 lần nữa. Nó được được điểm nha. Tiếp tục cái thứ hai nha. Xem như thế nào đây. Cầu đào 5 nè. Trời ơi, con 71. Đen thật. Không được con nào mà trên 80 ta. Xui dưới ta, hai lần rồi. Lần thứ ba nha, xem như nào. Yes. Yes. Yes, trời ơi, 76. Trời ơi. Tiếp tục nha anh em, mình còn hai lần nữa nha. Xem như thế nào đây. Mở. Gì đây. Yes. Yes, trời ơi, 73. Đen rồi anh em ơi. Còn phát cuối cùng. Kiếm mình này mà khó quá. Trời ơi, còn một phát cuối cùng nha anh em. Đấy, lâu lâu mới mở nhân phẩm mà ây da nó không có ưu ái gì hết ta. Trời ơi. Phát cuối cùng gì đấy. Yes, cầu đầu 2. Yes, trời ơi, có 70 anh em ơi. Trời ơi, xong rồi anh em ơi. Thì hôm nay nó cũng ra một cái sự kiện là về chết tim anh em. Tên gì để mình coi coi. Chết tim đó. Đây nè. Đấy, the gì đó em. Nó có một cái battery cho anh em nè. Anh em mở cái battery nè. Đó. Ok anh em. Nói chung là mở cái rui thôi anh em ơi. Chứ mình định mở cái điểm FIFA ball nhưng mà thôi mình nghĩ lại từ. Ồ được cái skill board rồi. Đó. Skill board được ba cái letter kìa. Nói chung sự kiện này phải nạp anh em ơi. Sự kiện này phải nạp nha. Đấy. Redker nè. Hay Redker nè. Cái team á, hiện cái team nè. Hơ. Redsker anh em, đấy. Được Van Dijk anh em, đấy. Nhưng mà mình phải nạp nha. Nạp vào FIFA Ball nè. Xong rồi đó mình dùng gen hoặc là FIFA Ball mở tiếp tục. Đấy, cái này là quay luôn nè. Cái này thì mở bằng gen cũng được, hoặc FIFA Ball cũng được. Sự kiện này nó ra trong ngày Valentine đó anh em. Valentine đó, đó. Cho anh em những cầu thủ là nó ăn bằng cái hình thức trái tim á. Đó, cho anh em có coi cho bài này ha. Có thể nạp vô hoặc là mình dùng FIFA Ball hoặc gen là mình đập thôi. Đây cái letter là mình dùng 40 cái này mới được cho anh em, mình có 3 cái à. Cái letter nó cũng khó khăn lắm. Nên nó cũng không phải là dễ ăn đâu. Như cái này nó ra thì anh em đó, phải dùng 1200 điểm FIFA Ball mở cái đầu tiên trước. Xong sau đó anh em dùng FIFA Ball tiếp tục hoặc là gen đặt tiếp tục luôn. Được cầu thủ nào không? Nói chung là không đơn giản đâu anh em. Cái này thì anh em phải nạp mới được thôi. Thì mình coi sơ qua, đây còn battery nữa nè, mình mở battery nha anh em. Đây đó. Cái này thì hên xui hơn cái ri hàng ngày nè, là hên xui thôi chứ ra của tổ 82 giờ cũng rẻ rồi. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô một cái concept nha anh em, đề xuất những cầu thủ hay nhất tháng, bóp mâm đó sẽ là ai. Thì mình làm một số cầu thủ đề xuất cho anh em chọn thử coi, đoán thử coi. Cái đầu tiên, cầu thủ đầu tiên sẽ là cầu thủ nào. Đó. Ok, bây giờ anh em xem nha. Why do I love the touch?
Staying up when I go out.